xin gửi lời chúc mừng trân trọng và đồng nhất tới đại hội đại biểu tranh võ nam và sơn này và chúc triển lãm của anh thành công tốt đẹp. Chúng tôi nghệ thuật tranh sơn này của Việt Nam thì đã tổ chức thành công và nó phải còn hết sức quan trọng trong ngành của hiện đại Việt Nam. Được tiếp nối qua rất nhiều thế hệ và ngày càng có kiểm nghiệm mới và làm cho chất lượng của cái tranh sơn mài Việt Nam không những chỉ tiếp cận những tinh hoa thế giới mà còn mang rất đặc đậm đà cái tinh thần của dân tộc đã tạo nên một cái chất liệu hết sức độc đáo của sơn mài Việt Nam. Và họa sĩ Văn An là cũng là một trong những họa sĩ mà đã góp phần cái sự thành công đó. Ông đã tâm sự cũng như là bao họa sĩ thì nghệ sĩ cũng như đồng nghiệp là đều có một cái hướng đi riêng, cái gì mình chọn, cái gì mình cảm xúc, cái gì mình yêu đấy để mà vẽ. Và ông nghĩ tranh cũng giống như là những con phố lớn, con phố nhỏ và mình đã đi qua rồi mình lại quay lại chiêm nghiệm và nhớ lại khoảng khắc mà mình đã đi qua. Họa sĩ Võ An là sinh năm 1958, ông là hội viên của chuyên ngành vật vật hội thuật thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi từ chiến trường về thì ông đã thi và học đại học chuyên khoa sơn mài tại trường đại học mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh năm 1983 và tốt nghiệp năm 1988. Ông cũng theo học cao học và tốt nghiệp cao học năm 2023. Và sau khi ông tốt nghiệp đại học thì nhà trường đã giữ ông lại để giảng dạy của chuyên khoa sơn mài của khoa đồ họa của trường đại học mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Ông là một người thầy hết sức là tận tâm, một người thầy giỏi, có rất nhiều những sáng tạo lớn trong sơn mài, kể cả về sáng tạo vật cũng như là tìm hiểu về chất liệu. Và ông được rất nhiều các thế hệ học trò, các sinh viên khí thế khí chất. Ông có rất nhiều các tác phẩm tham gia các triển lãm nhóm, triển lãm hội, triển lãm ngành toàn quốc và đã có rất nhiều tác phẩm được ảnh hưởng đi do bản tạo trong phần sáng tạo tác phẩm của ông. Và hôm nay đây thì ông tổ chức cái triển lãm tranh Võ Nam và Sơn Mài, đây là triển lãm lần thứ nhất của ông, trưng bày tất cả là 49 tác phẩm thể hiện rất nhiều đề tài từ kỹ vật, từ chất công cụ và đến phong cảnh rồi bất cảnh vật về đất nước con người Việt Nam, thể hiện với hết sức cao từ hiện thực đến ấn tượng chiều cường lãng mạn. Và ông phối hợp với rất nhiều trong những tác phẩm nghệ thuật của ông và mang đậm cái tính chất cá nhân của một con người khôn ngoan thể hiện về sơn mài của ông. Ông cũng đưa những cái trải nghiệm của ông về tình yêu, về gia đình, về xã hội để đưa vào sơn mài. Và ông cũng quay là sơn mài, vẽ sơn mài, làm sơn mài nó giống như là một cuốn nhật ký mà kết thúc tăng nó làm cho mình chậm lại, bỏ quên những cái gì sôi động ồn ào ở cuộc sống ngoài xã hội để đến trong an nhiên mà đưa những suy nghĩ, những cảm xúc của mình lên với đất nước và tận hưởng được thành công của mình. Thông qua tác phẩm thì ông muốn thể hiện những cái chiều sâu về cảm xúc, rồi quá trình thăng trầm của mình trong sáng tạo kỹ thuật và đưa người xem vào một thế giới riêng rất là hình tráng. Hiện nay các bạn thấy thì rõ ràng là một con người mà sáng tác riêng về tranh sơn mài thôi, món này đã tổ chức được
bảy chín tác phẩm mà Sơn Mài thì đúng là cái sức là khá phục, rất là khủng phục. Và chúng ta được làm thế giới mênh mông của Sơn Mài, tạo cho ta cảm xúc vui buồn sâu lắng và hướng con người ta tới một giá trị tốt đẹp cuộc sống. Đó là chân lý. Thông qua tác phẩm này thì tác giả cũng muốn là truyền đến người bạn tới người xem, đó là những suy nghĩ của tác giả, những tác phẩm tác giả cũng giống như là tác giả đã từng nói. Đó là những con phố lớn nhỏ mà tác giả đã đi qua đến với công chúng, hy vọng rằng là chúng ta sẽ có những cảm xúc mới lạ, tạo cho con người chúng ta một tình yêu nghệ thuật, tình yêu quê hương, đất nước, con người nhiều hơn. Xin trân trọng cảm ơn đại sĩ Võ Nam và xin kính chúc đại sĩ quý vị khách mời các đại sĩ trẻ và toàn thể anh em chúng ta luôn mạnh khỏe, bình an.